chín mà chín em vừa nhỏ quá hay sao? Ăn cơm cho mẹ nè. Mì to rồi nữa. Cơm đây, nhảy
tay bẩn như ma nhất cái mồm bạn nãy cái tay làm gì mà đen thù lùi ra. Giờ tay ra mẹ con mà. Giờ tay ra mẹ con sạch cái bẩn mà nhét cái mồm mà. Nước nghe em cũng được nữa. Em mở không ạ? Sao tế mà. Sao tế mà. Sao nhớ thái to nha, được thái nhỏ như này, như một loạt. Mai là sao con mua? Gì? Mai là sao con mua? Ô, trời, đại dày to. Nó mỏng nó mỏng. Chín rồi đó. Thôi. Cái tuồng nó chín không? Thôi, cái tuồng mới là đâu chín. Hầm. Cái tuồng nó giống tôm mà, cái đồ hải sản nó nhanh chín không chứ đâu giống thịt đâu nhỉ. Ngày xuống lấy ra tế này mà để nó khô dần dần nó mới chảy mỡ đi. Cái này là Tết này làm này vui nóng ấm cái này không bị mua đây này để lên đặt trong khu dần đấy chứ nướng mía hộp vào đây nhưng mà nó rớt vào đây mình lắc đấy chị xung quanh như này khô dần đi nướng ngay xung quanh nó cũng chín như vậy. Đây này. Đây. Bẩn cái này em tháo em lau em rửa mà. Đâu có ai giữ gì. Nó nổ rồi chảy đấy. Này được. Đây có bộ hành của mình nữa đó. Để đây thôi không mang nữa làm gì. Lên cắt đi. Nướng nó phải lâu ấy, chạy làm nước mà ăn. Rồi
coi.